giờ làm mấy chuột này xào lá cách cả nhà, và 7 con, 7 chuột nó to này. Mấy chuột này mình làm mình xào lá cách nha, lại lại chơi nhé, nữa một chút. U luôn. Cái gà đó nè, cái gà rất ngon. Còn lại con nãy là mọc lu luôn. Có điện đang sao, nó sao? Tới nè. Lạc đi, lạc ra đem sạch xuống đây, mình để nó sao. Lấy cách hay sao? Con dao đó để làm cái gì? Để sống. Con lạc giữa sống con này ra, lạc ra dưới con sắt. Ba giờ. Sao về nào đây tôi không thấy. Trời. Về đây mấy giờ? 3 giờ. Dạ, hôm đó tôi về đây 2 mấy giờ tôi. Tao về xuống dưới con ổng nằm toàn tan dưới á. Vâng. Qua chơi. Rồi. Lấy chuột cả nhà. Giờ mình sẽ cắt ra nha. Cắt ra cái mình nó đây. Đó. Một thao luôn nè. Nhớ nhau đúng rồi. À, cái cái chảo bắt lại đây. Lập tỏi vô, nó chảo lập tỏi vô. À, kiếm tỏi, tỏi bỏ vô. Ngủ giấc mà vậy á. Không đợi cái gì vậy? Tỏi có tỏi không? Có tỏi không? Không có tỏi không giờ ăn không? Có tỏi chưa đâu? Có tỏi không? Tủ lạnh nè. Tủ lạnh nè, mở tủ lạnh nè. Dầu ăn. Lạnh á. Dầu ăn á. Vậy? Dầu ăn. Có lột tủ lạnh có gì lấy hết đi. Dầu ăn hả? Ừ. Dầu ăn hết rồi nè. Mở được không? Có không nó hết, có mua không hết. Mua mấy. Mở không có nội. Ừ, mở được, mở thơm nữa, ngon đó. Muốn mua cho dầu ăn thì mà ta. Ừ, tập hai bao tệ bỏ vô. Rồi đủ, thì nói chung mỡ là rất là thơm. Quá đã. Nữa miếng đây. Rồi. Mỡ heo là rất là ngon rồi. Ngon hơn dầu nhiều. Rồi. Nó tài trắng mạnh nó đập bé. Nó dập rồi bỏ vô. Ồ, đã rồi. Thì điểm 4 tấn năm ngày cưới không ạ? Dữ thế. Ê, đi còn tiếp kìa. Nó vàng tỏi luôn. Rồi bỏ chuột chưa? Đó, xào lên, xào lên. Xào to to, bạc quá chuột. Thôi, lại nó u u luôn. Mấy chuột con thôi á, mình bỏ cho. Ba con chuột con nữa, không phải là mấy người đấy. Cái chuột con. Bật lửa lớn lại sao. Xăng. Ừ, xăng lên. Rồi. Lấy lại lấy miếng nước mắm để vô. Muỗng bột ngọt, 2 muỗng đường, muỗng nước mắm. Đó, đã chưa. Xèo xèo xèo.
mua nước mắm nữa rồi nữa. Rồi nó đỏ lên, có nước mà nó chuột nó đỏ lên được. Muỗng nước mắm được, cái gì lạc thì chấm khoảng muỗng. Rồi muối bột ngọt mà nếu bạn không vậy đó là đến một lần này nó cực kỳ muối bột ngọt mà lại đậy. Rồi hai muỗng đường, đầu bếp ra Trung Quốc nè, rất lâu rồi. Được, đây là ông Năm Đực đang sắc lá cắt heo cắt rồi. Nó keo lên luôn, sợ nó khi nào nó keo luôn. Heo phải để đường cho nhiều rồi nó keo nó keo luôn. Không có, chuột họ ra nước, nó ra nước vậy đó, chuột họ ra nước hả? Để cho nó vô ra nước kìa. Ừ, khi nào nó khô nhất luôn. Nó có nước mà như đen đen á. Ừ, bẻ bụng bẻ cái gạch gì ghê. Ông Năm Đực là có phần là làm rau hen, hết rau chưa? Đó, nó cắt xong rồi, nó cắt rất nhiều, nó ngon nữa, không xếp đếp à. Kêu bãi đêm nước uống. Tao kêu bãi đêm nước uống. Mà nó nằm giống đi, lắc đi. Đôi đi, đưa đưa đi. Nước thì rồi. Ừ, làm khô nữa không? Khô nữa là được. Hơi xào quá không? Quéo rồi luôn rồi. Được rồi. Đây thì khi nước vừa đúng không? Ừ, có nước vừa bỏ vô rồi, không có bỏ được. Ừ. Đấy, cái vừa nhé. Cái khô chín cho con chưa làm chín rồi quéo rồi mấy rồi bỏ rau bỏ lấy ra nhiều đi, mời mua đây đà cho bà. Mời mua đà lại cho bà đi. Ừ, ừ, nó nhiều sắc bỏ vô nó không nó vô hết hả? Ừ, bỏ đây. Nó điều lên đâu? Đi dài. Uống hết rồi. Ừ. Uống hết phần đầu từ quen. Nữa không? Vậy mà đi không hai không vậy? Ừ. Để vô cái nó xếp lên. Không có, không có, không có. Năm đợt, ba lượt nữa rồi. Giao đó đó em biết rồi. Đó gì? Không, cho không kêu. Hả? Kêu Năm Đực. Ừ, vậy vậy vậy. Ừ. Đó, cái gì? Mình sẽ ớt ra, thấy ớt như vậy rồi. Ủa, nó thơm, cực kỳ đó. Có ba cái lá khách vô thơm ngào ngạt luôn. Mà ngày nay tao quên đi thăm cái bãi rắn nữa. Và trúng con rắn bự cái này làm lớn đây. Gài qua nó hai bữa không có xong. Thôi kệ nó, đỡ ăn chuột đi. Chuột thì mời kiếm bữa rắn. Bắt cái đó, ớt vô ha, ớt vô cái cay rồi, hấp vẫn. Ôi, được. Rồi bỏ hạt vô, bỏ hạt nữa luôn, đó, thơm nhất là cái hạt này, nó vô nó thơm cực kỳ luôn, cái dĩa to, không cái dĩa to to, to mâm hay gì, sớt hết rồi hấp vẫn. Cái này không lớn nữa hả? Cái này hết rồi. Ờ. Rồi. Ra hành vô nó khô. Rớt nó mắm này, nước mắm sạch, nước mắm không trong.
hành vô thơm ghê thì con. Thịt chỗ đặc sản miền Tây. Đặc sản miền Tây nghe không? Chuột xào lá cách. Không ăn cách liền. Trời ơi. Ổng không ăn. Ổng có ăn. Dám rồi. Cá như vậy nè. Mùa cá gì nè? Có con gì cút. Cút nữa mà ăn, chuột không ăn. Chơi hoài. Sao? Ổng không ăn thua á. Giờ sai lầm rồi. Nó ông dặn mua không ăn lại mua. Em kêu ổng ăn thua cá gì cá. Nhưng mà sao ông dặn mua? Mua là chuyện của ổng. Nó sao? Gió nó bấm gì? Không chia không may á. Hoài đâu ngon. Có nước nước qua nó khô. Nước nước qua. Đây là cái nó mì là nó. Nhậu 5 ly á. Đùi con nào lấy là bá lửa rồi. Mua đâu? Mua cái đùi. Mua đâu? Mua gì dài chứ mua gì hả? Dài chứ mua gì dài. Giờ 2 ngày trời nè. Dạ con nè. Được một chảo nè. Tức gài tên chợ quá à. Trời đâu chứ chợ đâu. Chợ ai trời gài? Ơi không đi tối ngày gài. Bữa gài chiều nè. Chiều gì gài nè. Con về cho không nè. Hả? Chưa. Về thì nó về đây nó bé nó đi bụi. Trời nó rồi. Ê cho vô mắm mà mở ha. Ăn chuột heo không? Chuột. Ông ăn chuột không được? Chuột mà heo gì? Đây. Luộc thịt heo không? Không. Đây. Ông ăn chuột không? Con ăn không không? Vô bà chuột này ngon, tôi bảo đảm là ông ăn nghiền luôn. Chứ hết sao? Rồi người không ăn nguy hiểm rồi. Không ăn ngứa nè. Thơm vậy mà nói sao không ăn được ta? Đùi là một ly nó hơi mặn. Dạ, ăn nước tương nước mắm gì đậu thử nha. Cái này biết chuột xào cái gì là nhất là mà là đúng sạch đó không? Củ kiệu. Đúng rồi. Không có kiệu thì có này được rồi. Có củ kiệu xào củ kiệu là nhất mắt. Ừ. Giờ cái này cũng nhất được rồi. Rồi tối mấy anh em lên rai ha, chuột xào lá cách. Người ta ăn lễ lớn hay mình ăn gì thôi. Ô chú Đạt. Dậy, dậy mày. Lên. Ừ. Tính treo cắt này cho anh Thiện nhé. Trời ơi, có bánh thun thun nữa, nhậu thịt trộn có bánh thun nữa trời. Tới. Ai cho hả? Đâu chưa được gấp ăn con có chưa được. Được rồi. Gấp lạnh cái. Cái là giả đấy, mới mua. Không ừ, làm là ăn được không? Hot cake à. Ông chấm làm cho con cái này. Chấm đi. Thôi ăn nó đỡ đổ mồ hôi rồi. Nhỏ làm ai? Thử làm được. Đâu cho nguyên đồ trên bỉnh ông nội. Thì làm đi. Mặn không? Dữ. Cái này phải rồi, không làm gì không? Đi. Cắt. Ủa, quên rồi, nó cốt. Bày nó cốt ngắn rồi, tôi thấy nó cốt ngắn rồi. Ừ. Lại cho nhiêu? Gắp cho cái. Gắp cái đùi á. Cảm nhận ngốt biết sửa đổi rồi chứ. Tự biết nó mặn mốt mà nãy nó ớt mà dữ ớt mà. Ăn cái đùi coi, nó mặn nó lạc nè. Nãy đụng lấy miếng đá nó ướt cái mày. Còn cái gì chứ? Gì? Mặn không? À vậy? Vừa không? Không. Thử miếng đi. Chắc là không giòn đâu. Nè đây nè, cái đùi nè. Bóc đi. Bóc. Không giòn. Không, 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 không. Không. Hey. Không. Không, 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 không. Không, 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 không. Rồi mà chưa được ha. Gì đó dẻo. Đợi tí, đợi tí rồi tôi. Đổi tấm số tấm rồi. Giật mạnh vậy.
Mở nó đúng hả? Đúng vậy. Có ăn tẩy gì không? Đâu? Có cái quần nè. Lấy đổi đi. Tự thì ăn cái. Đủ con tẩy nó có nổi à. Con tẩy cho mày đổi đây à. Đó tôi ăn cái tôi đổi. À, ăn cắm con hành cái tôi đổi. Cắm ngàn dữ lắm. Tôi thử cái đùi thịt chuột coi. Quá cực ha. Ê, chắc cái này là không giòn đâu. Có cái là đồ đời chi kia. Cho tôi hơi rồi ông ơi. Dạ, còn lại được bọt nó được nè. Nhớ rồi. Cái hơn mới mượn á. Là gì à? Mượn cái này thì gắn rồi đúng. Cái đồ này thì ui, cái đùi rồi cả nhà. Khủng khiếp cái đồ chuột không? Không đem đèn ra bắt mà. Cái hấp dẫn chưa? Đã bột tay. Gắn bà lớn nè. Hành nè ha. À, gốc hành nè. Gắn nó bự bà lớn nè. Gốc hành ha. Cho đông mâm coi. Làm rồi vô coi. Làm cái ha. Kêu bằng bảy á. Không chỉnh cái đèn pin ra được tao giờ bắt. Gốc hành nó ngọt. Là để. Gắn vậy. Ôi trời ơi con chuột nè. Cha. Gắn con về. Rồi. Không vậy đi ra không phải. Rồi mời cả nhà ăn chỗ. Chú đợi nha. Chú đợi nha. Chú đợi à. Chỗ rất là thơm nha. Còn mấy đậu qua là hồi nha. Nhà hai thằng con thằng nào nấy như con bò cũng được cái trời. Cái gì? Nhà nào nhà đỡ này nhà này nhà nào nhà đỡ nó hả? hả? Ai chồng rồi vậy? Dạ,
Nay gà có mẹ. Có. Thì có. Cái gì? Nay gà có không? Nó hỏi gà. Vừa hôm qua hôm kia. Ai 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 ai. Rồi hai ngày rồi. Chục thì mấy con nhỏ nhỏ. Mình đây thử chục con. Nó chụp thắt con cái đành 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 đành. Thắt con mặt con heo rồi. Đúng rồi. Kiểm điện thần cái này lại cái máy nghe nghe gì vậy? Để chói. Nói gì? Ra ra. Đi rồi sao dám không cái gì? Tạm thằng Ben ha. Từ cái chỗ nó bán còn qua tới tiệm của anh Kiếm Đầu tôi mua cho nó hai cục kẹo ha. Tự má thở. Dẫn đi em đúng không? À, dẫn đi chợ xe á. Lớn mà không có. Chú muốn để nhậu rồi. Chú nữa té trà hả? Không đâu, mình là té trà rồi. Chú qua người để nhậu rồi, nhậu quay. Cắn đúng. Lê đi vô đi. Nè, đi ăn luôn rồi. Nhậu không?